Sau thời gian 9 tháng đầu năm 2015 thì giá xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam đã giảm hơn 38,5%, tuy nhiên giá xăng bán lẻ trong nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo Tổng cục Hải quan, giá xăng dầu nhập về trong 9 tháng đầu năm 2015 giảm 35,8%, thế nhưng trên thực tế do cách tính thuế phí, quỹ bình ổn giá xăng bán lẻ trong nước vẫn cao so với đầu năm. Theo thông tin từ Hiệp hội xăng dầu Việt Nam cho thấy nếu lấy giá xăng dầu trong tháng 10 năm nay, tổng số thu từ thuế phí đối với xăng chiếm 50,4%. Còn tính riêng tổng số thu từ các thuế đã chiếm tới 41,3%. Như vậy có nghĩa là xăng dầu về đến Việt Nam chỉ có giá khoảng 9.000 đồng một lít. Sau khi áp các loại thuế phí theo quy định thì nhảy vọt lên gần 19.000 đồng một lít như hiện nay. Cụ thể, một lít xăng phải chịu 4 loại thuế gồm thuế bảo vệ môi trường với mức tuyệt đối từ 3.000 đồng, thuế nhập khẩu 20% khoảng 1.750 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 10% khoảng 1.060 đồng, thuế giá trị gia tăng 10% tương ứng 1.650 đồng. Tổng cộng 4 loại thuế này để tiêu thụ một lít xăng, người tiêu dùng phải đóng góp cho ngân sách khoảng 7.460 đồng. Nếu cộng thêm chi phí định mức, lợi nhuận định mức và mức trích quỹ bình ổn giá thì tổng số tiền thuế và phí mà người tiêu dùng phải bỏ ra nộp ngân sách và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là hơn 9.000 đồng một lít xăng. Tính ra, giá một lít xăng RON 92 hiện hữu là 18.130 đồng.